Chào anh chị em nha. Thì em tên là Sinh. Thì em chuyên giao lưu các dòng đồng hồ treo tường để bạn của Nhật nha anh chị em. Thì hôm nay em xin giới thiệu anh chị em với con đồng hồ treo tường là của Raycom nha anh chị em. Đây là cái hiệu quen thuộc của cái hãng Raycom là smartwatch. Đó. Thì con này cái hình thức nó là như mới nha anh chị em, tức là xài rồi nhưng mà còn như mới, còn nguyên hộp luôn. Đó. Thì giờ em xin mở cái hộp ra cho anh chị em. Rồi. Đây. Thì cái con này là cái màu trắng trắng ngà rất là đẹp cho sang nha anh chị em. Rồi. Thì cái hình thức này còn như mới luôn, tức là xài rồi nhưng mà còn như mới, còn như hộp. Chỉ cái này hộp nhưng mà là thiếu cái sách hướng dẫn với cái thẻ bảo hành đó nha anh chị em. Đây. Để em để xuống. Để xuống xin giới thiệu cái con đồng hồ chính. Màu trắng ngà rất là đẹp và sang trọng luôn. Thì em xin lắp pin cho anh chị em để em kiểm tra cho anh em xem nha. Này là sử dụng hai pin chung nha anh chị em. Xin lỗi là hai pin đại. Radio control nha anh chị em. Khi mà máy lắp pin thì nó sẽ tự động dò như thế này, dò khoảng thời gian khoảng từng 3-4 phút gì đó, nó sẽ bắt cái giờ. Anh chị em đợi chút xíu nha anh chị em. Thì sau khi cái đồng hồ nó dò một hồi thì anh chị em chỉnh tay nha anh chị em. Chỉnh tay xong rồi nó sẽ chạy lại bình thường. Thì trước khi em xin giới thiệu cái kích thước của con đồng hồ này là ngang là 33, cao là 47cm nha anh chị em. Mặt là mặt kính. Thì cái con này cái màu trắng ngà rất là đẹp và sang nha anh chị em. Màu nguyên cái màu trắng ngà rất là đẹp và sang. Đây. Đây có những cái chi tiết nữa nè. Mà kiểu như gom vậy đó, nhìn rất là sang, nhìn từ xa dưới dáng rất là sang. Tức là đến giờ nó sẽ hát các bạn nhé. Bây giờ nhìn em xem. Như mới anh chị em, tức là xài nhưng mà còn như mới vậy đó, còn nguyên hộp, chỉ có thiếu sách hướng dẫn với mã thẻ bảo hành thôi. Đó. Thì cái con này là có chỉnh sóng radio control, tức là nó chỉnh giờ theo cái sóng radio control, nhưng mà nó có cái chức năng tắt nha anh chị em, tức là có chức có ở đây nó có cái nút tắt đây nè, nó có nút tắt đây anh chị em, nó sẽ không tự động dò giờ. Đó. Đây là cái nút volume chỉnh nè, đây là cái nút tắt mở chuông, còn đây là cái nút nhạc, ba lớp nhạc ABC. Thì ba lớp nhạc là có 18 bài hát nha anh chị em, A, B, C nè. Mỗi lớp là 6 bài hát. Tức là anh chị em lẫy đây nè. Đó, chọn nó có 3 bài hát. Lẫy A, B, C, D đây nè. Thì cái con này là cái âm thanh hi-fi nha anh chị em. To, trong và rõ. Tại vì cái dòng này là dòng cao cấp, âm thanh nó hi-fi. Rất là to, trong và rõ luôn. Thì cái đồng hồ, cái mặt của đồng hồ này cũng rất là lớn nha anh chị em. Tầm là hơn 20, cỡ khoảng là 24, 24, 25 vậy đó.
Thì con này đặc biệt nữa là có trang trí cái pha lê Swarovski nè nha anh chị em. Cái pha lê này là cái pha lê hàng đầu của áo nè, hàng đầu thế giới luôn nè. Đây nè, 40 viên pha lê Swarovski đây nè, nên làm cho cái đồng hồ rất là sang. Ở đây nó có cái con lắc, có những đính những cái viên cũng rất là sang luôn. Nhìn từ xa rất là sang, kết hợp với cái màu trắng á, thoáng nhà nhìn rất là sang trọng. Nhìn rất là đẹp luôn, ở ngoài nhìn rất là đẹp. Cái màu trắng này, cái màu là màu hiếm, lâu lâu mới có con con. Thường là có những cái màu khác nhưng mà cái màu trắng thì rất là hiếm. Màu trắng treo lên tường nhìn nó rất là sang trọng luôn. Kết hợp với những cái chi tiết lấp lánh ở bên trong đây nè, những chi tiết này nè. Nè, nhìn nó rất là sang. Thì em xin nhắc lại kích thước là ngang là 33, cao là 47cm nha anh em. Trang trí pha lê Swarovski, 18 bài hát, âm thanh hi-fi, chỉnh hi-fi luôn. Âm thanh là cao cấp, trong, rõ, to. Radio control, có chức năng là tắt mở, cho sóng tự động luôn nha anh chị em. Thì cái con này là dùng hai pin đại nha anh chị em. Em sẽ test âm thanh lại một lần nữa cho anh chị em nghe thử. Như mới còn nguyên hộp, chỉ có thiếu thẻ bảo hành như sử dụng rồi, tem mát còn như thinh luôn nè. Thì em xin test lại một lần nữa cho anh chị em nghe thử. Xin giới thiệu anh chị em tham khảo, là xin cảm ơn và xin chào anh chị em.